Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc, bản vật xã Mường Sang huyện Mộc Châu đang là địa chỉ du lịch cộng đồng hấp dẫn với du khách thích khám phá trải nghiệm các nét văn hóa độc đáo của người Thái Trắng khi đến với cao nguyên Mộc Châu. Ấn tượng với du khách khi đến bản vật là các homestay được đầu tư chuyên nghiệp, những nếp nhà sàn từ cách bài trí cổng trào, môi trường cảnh quan sạch đẹp trong lành, hàng rào hoa nở bốn mùa, những cánh đồng lúa chín vàng. Homestay Hoa Mộc Miên ở ngay đầu bản với ngôi nhà sàn có sức chứa 30 khách. Vẫn là nếp nhà sàn cũ nhưng được sửa sang lại, tầng trên để khách lưu trú, tầng dưới có không gian rộng gắn liền với sân vườn để ngồi uống nước, thưởng thức ẩm thực dân tộc. Đến với hôm thầy của tôi thì điều đặc biệt nhất thì khách du lịch sẽ được ăn nghỉ tại nhà sàn, được thưởng thức những món ăn đậm đà mang bản sắc của người dân tộc Thái và trong những buổi tối thì khách có thể là được giao lưu múa xòe quanh đóng lửa cùng các cô gái Thái. Đến bản vặt, du khách sẽ được tham gia các hoạt động của bà con trong bản như trồng dâu tây, dệt vải, tắm suối, bắt cá và tham quan chùa Vạt Hồng, được trải nghiệm nấu những món ăn dân tộc Thái với nguyên liệu có sẵn trong vườn, cùng hòa chung với những tiết mục văn nghệ đặc sắc và tận hưởng không khí trong lành bản vật là một trong cái bản nó thấy còn giữ được khá tốt về cái văn hóa truyền thống của người Thái ở đây. Thì nó được thể hiện qua các cái bố trí về cái hệ thống nhà, hệ thống đường đi cũng như là các cái các loại cây trồng để nó đúng theo cái bản sắc của người Thái. Cái mà tôi rất là ưng ý ở đây là bà con người Thái ở đây đã có ý thức trong vấn đề bảo tồn nhà ở, đặc biệt là những cái ngôi nhà sàn từ năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu phối hợp với dự án Grade do chính phủ Úc tài trợ đã triển khai hỗ trợ các hộ dân bản vặt làm du lịch cộng đồng, khôi phục làm nhà ở theo kiến trúc của đồng bào dân tộc Thái, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức kỹ năng về du lịch cộng đồng và hỗ trợ các hộ kinh phí trong quá trình làm du lịch, vận động các hộ dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, gìn giữ và giới thiệu các bản sắc văn hóa truyền thống của người dân tộc đến du khách thì ở đây thì du khách được trải nghiệm cái bản sắc văn hóa dân tộc ẩm thực ở khu vực ở trong khu bản hai nữa một số có một số cái di tích lịch sử cũng như là một số gắn chặt với cái nền văn hóa của bà con dân tộc người Thái trắng ở đây du lịch cộng đồng ở bản vặt ngày càng có nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm đã và đang phát huy hiệu quả làm thay đổi diện mạo làng quê làm phong phú thêm các điểm tour tuyến du lịch gắn với thiên nhiên góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương